Chào các bạn trở lại với LPL Việt Nam Official. Như vậy chúng ta sẽ cùng trận bán đấu thứ 3 giữa hai đội để quyết định được ai sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa V5 và Top Esports. Quá căng thẳng khi mà bên phía của Top Esports có những sự thay đổi mặt chiến thuật ở tại ván thứ 2 khi mà dồn carry dành cho Nai thì anh ta đã không làm đồng đội cùng với ban huấn luyện Thất Vọng với một màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục, áp đảo. Volcasovia thực sự là ấn tượng với người xem với những cái tình huống mà anh ta gây sát thương ở trong ván thiếu thứ hai. Tỷ số được cân bằng một đều và để xem ván thiếu thứ ba này thì bên phía của V5 sẽ phải chuẩn bị gì để có thể có được sự khác biệt so với những ván đấu vừa rồi. Và hai ván đó thì tới Esports vẫn phía đội 1, trong khi đó thì V5 phía đội 2, thì như vậy rằng cả hai đội cũng không thay đổi gì quá nhiều cả, chỉ khác nhau những lượt cắm và chọn một cách chọn đội hình. Nhìn chung thì V5 vẫn muốn thiên hướng một đội hình là đánh chung, giúp đỡ khu vực đường dưới nhiều. Nhưng cái ván đấu vừa rồi thì còn Ashe là không thể hiện được sức mạnh những Kalista trong ván 1. Còn với Nai thì anh ta có một ván đấu không nằm xuống bất kỳ một lần nào cả và 10 điểm hạ gục. Rõ ràng cái lượng sát thương của anh ta gây ra ván đấu vừa rồi là 38%, nó còn ghê hơn rất nhiều so với ván trước của Wayway nữa. Đây là lần đầu tiên anh ta mất tốc biến, cũng là lần cuối cùng mà anh ta phải mất tốc biến ở trong ván thi đấu này. Với một cú tốc biến để né cái hòa dương hiệu triệu đến từ Mauve, và sau đó thì anh ta thả sức gây sát thương. Biu Biu hay là Samdi đều không có đủ khả năng để đọ sát thương lại. Kể cả đó là một tình huống mà anh ta quy trượt được nữa thì kỹ năng E của anh ta đó là quá nhiều. Chỉ E mà thôi, E khi mà nó phương bị hạ gục thì thôi. Còn đây là pha mà đầu tiên là quy hụt nha. Nhưng hãy nhìn, khi mà ta quy hụt, ta bình tĩnh là ta quy trúng một lần. Sau đó anh ta cứ liên tục E trúng và quay và cứ hồi phục mà đến từ cái việc cái linh hồn rồng nước nó rất là kinh nha bạn. Hãy nhìn nha, cứ 140 mấy máu hồi. Máu kinh dị thật sự. Chinh phục rồi thêm cả khuôn máu đến từ E, rồi thêm cả linh hồn rồng nước với hai rồng nước nữa. Không thể nào nằm xuống trong pha vừa rồi được với khả năng hồi phục như vậy. Và đó đã là một tình huống highlight đến từ Nai với một pha 1 vs 3 thành viên đối phương từng người đối phương lên bảng. Ván thi đấu này tiếp tục là giữ bên đến từ cả hai đội. Những lượt cấm đưa ra đến Top Esports nó không gì khác so với bên phía của ván thi đấu thứ hai cả. Với Nidalee, với Ray cùng với Thresh của PB God, trong khi đó thì V5 cũng giữ lại Syndra, Varus và Eryu. Như vậy là cấm không thay đổi thì Top Esports họ cũng giữ nguyên sự lựa chọn đầu tiên, đó chính là con Trundle và khả năng khá cao là xuất hiện ở Thresh của vùng đường dưới dành cho Zhangjia. Còn bên phía bên kia thì V5 họ thay đổi một xíu, họ không chọn Ashe kết hợp với Volibear nữa mà họ chọn đó là Aphelios kết hợp với lại Volibear. Để xem Aphelios thì bây giờ không có Thresh thì con ba khu vực đường dưới có thực sự còn hiệu quả tại LPL hay không ta? Một số đội vẫn dùng ba rất là hiệu quả ở khu vực đường dưới, để xem sự lựa chọn nào dành cho bên phía của V5 ở lựa chọn thứ ba này. Twisted Fate luôn. Twisted Fate được lựa chọn sớm đến từ bên phía của V5. Họ bắt đầu thay đổi so với ván thi đấu đầu tiên, ván thi đấu thứ hai. Họ thay Ashe bằng Afe thì có cái cảm giác như là cái khoảng trống dành cho Jackie Love lại càng nhiều. Cảm giác như Afe sẽ không có được cái sức ép đi đường giống như Ashe. Và thực ra trong ván thi đấu vừa rồi thì bên phía của V5, con Ashe của họ khi kết hợp cùng với Kama đồng ý là đẩy lính tốt, nhưng mà họ lại không có được một cái thế trận quá áp đảo khu vực dưới. Đẩy lính không được so với lại Kai'Sa cùng với Nautilus, khi cái áp lực đến từ Nautilus thiêu đốt và Kai'Sa những cấp độ đầu là quá nhiều dành cho một hỗ trợ mỏng manh như là Kama. Và họ đã bắt đầu thay đổi. Dù sao thì không có được áp lực khu vực đường dưới thì họ cũng sẽ không chịu nhiều áp lực đến từ Kai'Sa, một vị tướng cũng không phải đi đường quá mạnh, và chắc chắn là Afe vẫn sẽ tăng tiến sức mạnh ổn. Họ sẽ đọ carry giữa Samdi cùng với Jackie Love. Còn đến với phase 2, với Kassadin cùng với Orianna được cấm thì họ chỉ là hạn chế cái sức ép mà Twisted Fate của Mo gặp phải một chút ở khu vực giữa mà thôi. Cấm Leona ở Spot rất là hợp lý mà thôi, khi rõ ràng cặp đôi Leona và Aphelios sát thương khoai nạn đầu rất là nhiều, và thêm cả là những tình huống di chuyển hợp lý đến từ Twisted Fate nữa. Thì nếu như mà có Leona bổ sung vào làm choáng là một cái thời gian rất là lâu đến từ bên phía của V5. Như vậy là khi mà cấm Leona thì còn ba xuất hiện khu vực đường dưới rất là dễ hiểu mà thôi. Một những vị tướng hỗ trợ hiện tại đang rất là hot tại cái meta này, khi mà khả năng di chuyển, kinh nghiệm cộng với là cái lượng máu hồi phục phải đầu rất là nhiều. Còn với Top Esports thì sau khi phía kia đã có được con ba có Twisted Fate thì nhìn chung đội hình cũng không phải là quá dày từ V5 ở dàn trắng nha. Con Volibear đã lúc bạn nói là vị tướng chống chịu thì đúng, nhưng mà để gọi là theo kiểu chống chịu rất là dày thì không phải là không kiểu tướng như vậy. Bây giờ đường trên còn On thì bên phía của Top Esports lấy trước, tránh việc đội hình bên phía V5 sẽ có được con On này. Nếu xét về dàn chống chịu khu đường trên ở chất lượng nhất thì nó là On. Còn con Urgot này thực ra vẫn có thể mang lại trong meta, nhưng nếu như nói về độ hiệu quả thì nó không phải là quá cao. Cái meta đánh xoay quanh khu đường trên carry với con Urgot nó tương đối khó nhá. Và để xem quyết định đưa ra đến từ bên phía của Top Esports sẽ là gì. Trước đó thì chúng ta đã có đường giữa là Sylas dành cho Nai rồi.
và vẫn sẽ là lượt tranh chấp on. On lắp vào đội hình nào cũng đẹp. Bên Top Esports cũng cần on đứng trên với Trundle on. Bên phía bên này thì Aphelios cũng cần một dàn chắn cùng với một công cụ mở hiệu quả như là on. Nhưng mà nếu khóa con keo thì sẽ rất là thú vị dành cho phía của V5 khi mà họ con keo khu vườn trên. Trundle sẽ không lên khu vườn trên quá nhiều, nhưng mà nếu như bị build đánh có pha bất cẩn như cái ván đấu vừa rồi. Nhưng mà ở thế ngược lại thì tại vì ván đấu vừa rồi ra tên cho nên ta đánh tấn công, nhưng ván này là con keo chắc chắn đánh phòng ngự đến từ Biu được, thể có được khoảng thời gian đầu hơi êm ả một xíu dành cho anh ta. Còn đây là đội hình mà với Top Esports thì nó không khác, nó vẫn giữ nguyên bộ khung 44 còn lại, thay Nai với con Salad bằng con Cassiopeia và con Salad thì tôi cũng không thấy nhiều khác biệt lắm, và khả năng carry của anh ta với con Salad bạn đã biết rồi. Nếu như thuận lợi thì anh ta lại lên sách trường về dài. Đây là con tướng mà anh ta rất thích lên cái món trang bị đó. Nhưng mà cảm giác như cái chiêu cuối đấy từ bên phía của V5 ván này cũng không quá đẹp trong Silas. Kiểu như là 3 nhìn là Twitter Fate, 2 có chiêu cuối nhìn thôi là thấy không thấy sát thương rồi. Có Aphelios ta cướp không đấy, không ngon không nha ngon. Ta cướp được cái thằng Hoa Lung thì cũng không được. Bây giờ không nhé, cướp của Volibear cũng có thêm một chút khả năng áp sát nhưng mà cũng không phải là quá đẹp. Bây giờ cướp của Kale thì dùng để cùng lắm là úp cho con Kai'Sa mỗi lần nó rờ vào bắn thôi. Hoặc là chính bản thân của anh ta lao vào tự bóp cho anh ta với một lượng sát thương được gia tăng khi mà con keo cũng có sự mạnh thuật cộng thêm khi mà chiêu cuối con Salad cướp được. Thì nhìn chung thì sẽ có chiêu cuối keo là hợp lý trong giai đoạn về sau, nhưng mà ở khoảng giai đoạn ban đầu á, tác đầu trực tiếp tui phép đối đầu trực tiếp có thể rừng đối phương ra hoặc là đi xuống khu vườn dưới hỗ trợ thì cảm giác là không ổn lắm. Những chiêu cuối đến ta cướp nó cũng không hiệu quả nhiều lắm. Bây giờ nếu như anh ta cướp được chiêu cuối của Volibear thì sẽ là sức ép để solo kill Mo cầm Twitter Fate, một con bài không nhiều cái khả năng cơ động. Nếu như bị áp sát bằng chiêu cuối đến từ Volibear bởi Nai với cái lôi thần giáng thế tiếp cận được với con Silas sát thương nhiều thì Twitter Fate sẽ gặp tương đối nhiều những cái trở ngại. Một ván thi đấu mà Nai tiếp tục được sử dụng carry khu đường giữa chứ không phải là một con bài hỗ trợ cho đồng đội, và để xem là khả năng carry của anh ta sẽ là như thế nào trong ván đấu quyết định này. Một ván đấu bắt buộc phải có giữa V5 và Top Esports khi mà chúng ta đã có trải qua hai ván đấu từ đó là hấp dẫn. Ván 1 thì V5 có thể nói là đè bẹp Top Esports, nhưng ván 2 cũng trở thấy ngược lại khi Vinai và Jacky Love, những người khả năng carry gạch cho Top Esports đến với ván thi đấu thứ 3 này để họ không nhận thất bại đầu tiên. Bây giờ thì khởi đầu để xem có gì đó bất ngờ từ cả hai đội hay không, khi mà vẫn chỉ là cắm mắt sớm đến từ rừng mà mỗi bên cắm trên hướng đi vào bùa đỏ, bùa xanh ở góc nửa trên bản đồ, sau đó di chuyển về nhà lấy cho mình máy quét. Và có một con mắt được cắm sớm đến từ bên phía của Top Esports ở cái bụi phía dưới để xem đối phương có di chuyển từ khu vực bùa xanh xuống phía dưới hay không, và có khả năng đánh sớm từ Top Esports. Lần này thì Aphelios tại phiên bản này thì chắc là bắt đầu có những sự chuyển mình đến từ những người chơi Aphelios rồi, không còn là chinh phục nữa. Mặc dù cái phiên bản đã thay đổi một tuần lễ rồi, đầu tuần thì vẫn có những người, đầu tuần trước á, vẫn có những người dùng cái chinh phục. Nhưng đến tuần này thì bắt đầu thay đổi một xíu khi mà chuyển sang là nhịp độ đến từ các người chơi Aphelios. Mouth nâng E ở cấp độ 1 để gia tăng thêm khả năng tốc độ đánh cùng với lượng sát thương tay cộng thêm đến từ những đòn đánh tay ở một vài đòn. Và anh ta đã bắt đầu để đánh nhanh hơn so với Nai. Rất có Silas cấp độ 1 thì bạn cũng rất khó để có thể có được lượng sát thương uy hiếp lên một con Twitter Fate bên phía bên kia. Mà bạn có thể nâng E để trao đổi chiêu thức, nhưng có lẽ như khả năng để lính vẫn sẽ là thuộc về Twitter Fate mà thôi. Một mẫu pháp sư kiểm soát rất cơ bản của Liên Minh Huyền Thoại. Và để xem với cái thế lính đẩy này đến từ Mo thì anh ta có hỗ trợ gì nhiều cho đồng đội của mình hay không, đặc biệt là Weiwei. Đẩy lính sớm hơn đến từ Sam đi khu đường dưới. Với những tình huống kích hoạt nhịp độ như thế này thì đợt lính được anh ta kiểm soát sẽ là tốt hơn rất nhiều so với một Kai'Sa cầm mưa kiếm. Và hiện tại thì các đường bên phía của Victory Fire đều đang thi đấu rất ổn, trừ khu đường trên thì ở những cấp độ đầu kêu cái tầm đánh ngắn của vị tướng này khiến cho vị tướng này rất khó để có thể đánh lại bất kỳ một vị tướng nào khu đường trên, cảm giác không đánh lại bất kỳ vị tướng nào khu đường trên lúc này cả. Và ít nhất là khi mà chọn tướng thì cộng với là những cái cách mà nâng chiêu thức thì đang là điểm lợi dành cho phía V5. Họ đẩy đường giữa, họ đẩy đường dưới, thì sau khi dọn rừng xong như thế này, quay đến thời điểm mà cua ra 3 phút thì anh ta vẫn có thể di chuyển, khoảng nào di chuyển ở khu vườn trên sớm khá thú mà. Vị lúc này thì Trundle đã về, chính xác, Trundle của Kai'Sa đã vòng về rừng dưới, còn 369 vẫn ở đây. Có thể anh ta sẽ mất tốc biến, đúng vậy, anh ta đã bắt buộc phải tốc biến. Ui, một pha đỡ tốc biến lời. Thôi nghĩ quay sao lại tốc biến cú đó ta? Tại vì cái góc là góc đối phương chắc chắn tốc biến luôn rồi. Cho dù anh ta có làm choáng đối phương ở bên kia tường thì đối phương cũng sẽ tốc biến sang bên này tường mà thôi. Tôi nghĩ là lời cho bên phía của 369.
anh ta đổi tốc biến, lấy tốc biến của Weiwei. Đáng nhẽ ra là một tình huống mà anh ta có thể mất tốc biến chay rồi. Tức là hoàn toàn là Weiwei đi bộ lên và ép tốc biến đến từ 369. Và thêm cả đó là thời gian đến từ bên phía của Weiwei khá là nhiều, khoảng đã không được lính đẩy lên. Lượng sát thương dồn rất là nhiều đến từ bên phía của Jackie Love. Chỉ tiếc là ta không có được một phát nữa để kích hoạt thành công cái nội tại của anh ta. Một tình huống đứng hơi cao đến từ Pivigot, nhưng với hộ vệ cùng với những cái điện an lạc phía sau thì có lẽ là việc anh ta mất một ít máu cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Anh ta di chuyển, đợt lính lớn đang đẩy vào, pha chạm mặt giữa Kasa cùng Pivigot. Có hành trình kỳ diệu không đây? Có, anh ta rút ra được nhưng máu trả lại cũng là tương đối lớn. Đường dưới chính thức nghiêng về bên phía của Top Esports và thậm chí áp lực là băng trụ. Dịch chuyển được dùng đến từ Nai, dịch chuyển được dùng đến từ Mow. Cú băng trụ có lẽ sẽ được ngắt. Băng trụ với một tích effect cầm bài vàng đáp xuống với dịch chuyển cũng là tương đối nguy hiểm. Cách mà Mow phản ứng rất là nhanh khi anh ta thậm chí là anh ta di chuyển trước sau với đường giữa của đối phương. Anh ta đi bộ xuống khu vực đường dưới để muốn tình huống đứng sau lưng để hỗ trợ tránh đối phương với ba người băng trụ và hai người của mình. Và ngay tức khi mà Nai muốn dịch chuyển băng trụ thì anh ta cũng đáp đảo cách dịch chuyển vào trụ của mình để băng trụ để ứng biến tình huống vừa rồi. Thì Mow rõ ràng là một người chơi mà theo thiên hướng luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ đội của mình khá là nhiều. Nhưng hỗ trợ như vậy thì nó tạo cái thế khu vực đường giữa anh ta không quá khỏe so với phía bên kia. Những cái pha khu vực đường dưới là pha tương đối là nặng nha, thêm cả khởi đầu khu vườn trên không phải là quá lợi. Mất một khoảng thời gian dành cho bên phía của 369, ta sẽ được thời gian hồi tốc biến của ta lại mà thôi. Khi bây giờ Weiwei đã bỏ thời gian khu vườn trên rồi, ta phải chuyển hướng đi xuống là khu vực đường dưới để dọn rừng của mình. Và sau đó kiểm soát khu vườn dưới thì lên là khu vườn trên thì thật ra tốc biến sẽ hồi từ 369 mà thôi. Cái pha phản ứng vừa rồi đến từ phía của V5 trước một đợt lính chuẩn bị đẩy vào của đối phương cũng là tương đối lớn của Top Esports. Nó rất là chuẩn chỉ của một đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Nhiều đội VCS hiện tại vẫn đang phạm phải cái lỗi tương đối căn bản là cái đợt lính đó họ không chuẩn bị được gì và bị băng trụ chết hai người cùng với mất cả lính nữa. Nhưng với cách phản xạ đến từ V5, nó là hỗ trợ họ vào check trước cái bụi cỏ. Họ không có mắt nha, pha đó họ không có mắt để cắm. Thì họ di chuyển chủ động check đến Pivigot khi mà anh ta có đủ khả năng để rút lui nếu như gặp Kasa ở đó. Và đó cũng là tình huống phản xạ rất nhanh đến từ Mow khi anh ta để lính trước và di chuyển đi bộ xuống. Nai pha đó di chuyển không kịp nên là bắt buộc phải dịch chuyển và ép được dịch chuyển đến từ Mow. Nó cũng là một tình huống đổi hòa đến từ cả hai bên. Chỉ mất một vài thời gian từ khu vực đường giữa mà thôi, nhưng mà Mow vẫn đang xử lý lính rất là tốt khu vực đường giữa. Với nội tại Thurifest thì anh ta vẫn sẽ có thể gọi nãy giờ lên đường trên cũng mất xe, ra đường giữa cũng mất xe, ở đâu thì cũng hụt xe thôi. LCK, LPL gì thấy hụt xe hoài. Thì chung là nói như vậy thì hụt xe thì thật ra khi mà bạn pha con xe áp lực hơn bọn đánh nhau đấy nha. Tôi cảm nhận như vậy đó. Thật ra đánh nhau những người chơi chuyên nghiệp đánh nhau. Trụ khu vực trên cấp độ 6 có đến từ vị trí của 369. Nhưng không tốc biến. Hỏa dương như triệu lần 2 của anh ta không dùng được chỉ là thổi bể né. Né cú lẳng choáng đến từ bài vàng mà thôi. 369 đã nằm. Ôi, cái gì thế? Tiến vào đó tình huống hơi nguy hiểm cho anh ta, mất một cái tốc biến hơi oan nha. Dịch chuyển của 369 còn có lẽ anh ta cũng sẽ không gặp nhiều nguy hiểm nếu trở lại khu vực trên trong pha vừa rồi. Một tình huống mà Nai xuất hiện để có thể đòi mạng, tốc biến của anh ta còn. Tốc biến qua lôi thần giáng thế dùng, không còn tốc biến đến từ Mow. Và anh ta đã nằm dịch chuyển nhưng không còn hỏi gì được triệu và cũng không còn hiệu khống chế bồi thêm. Có lẽ cũng chỉ là một tình huống dịch chuyển để đẩy lui đối phương đến từ 369. Nhưng đó là một tình huống mà thực ra nếu như Mow không mất tốc biến, có lẽ anh ta sẽ sống nếu như Nai xuất hiện. Tôi nghĩ pha vừa rồi là pha mà tôi hơi chưa hiểu lắm về cái cơ chế chưa cuối từ con keo, nó có tính gây sát thương hay nó chuyển hóa từ cái sát thương của trụ chuyển qua người khác hay không. Chứ rõ ràng Weiwei đã đi vào tấn công vào người của phía bên kia rồi và có sự hỗ trợ từ chưa cuối đến từ keo Bibiu. Nhưng nhìn chung thì vẫn là pha đổi và có thể gọi không phải là quá lỗi. Từ Xbox khu vườn trên đang có khoảng mà Bibiu đã lên cấp độ 6, không gặp áp lực, anh ta có cho mình luôn cả lưỡi hái, thì đó sẽ là một cái khoảng thời gian gọi là êm ả khu vườn trên cho Bibiu tương đối là tốt. Tôi nghĩ là lời cho bên phía của Top Esports rất là nhiều, bởi vì đối phương kéo tới 3 người lên mà bên phía của Top Esports chỉ cần kéo 2 người lên đã đổi 1 đổi 1. Lính không phải mất đi quá nhiều, Kasa có một khoảng trống rất lớn để cướp rừng, anh ta di chuyển vào cướp bùa xanh và sau đó thì Sandy không gặp nguy hiểm. Đợt lính tương đối lớn, Kasa không có ý định tấn công khi biết rằng Weiwei cũng đã đi từ khu vực đường trên xuống khu vực đường dưới và chỉ dừng lại một tình huống ăn rồng cùng với cướp bùa xanh đến từ vị trí của Kasa mà thôi. Mow thì không có bùa xanh không nghĩ là quá quan trọng cho anh ta, khi nãy giờ anh ta vẫn chú trọng trong cái việc di chuyển. Đồng ý là không có bùa xanh thời gian hồi chiêu sẽ lâu hơn một xíu, không có nhiều năng lượng, nhưng tình huống di chuyển của anh ta tương đối chớp nhoáng mà thôi. Một pha Weiwei, thêm cả đó là xuất hiện khu vườn dưới của Mow. Ui, Jackie Love còn tốc biến, có lẽ sẽ phải cân nhắc tốc biến, vẫn bị làm choáng sát thương quá nhiều. Cú làm choáng bồi vào đến từ Pivigot và đó là sát thương đủ đến từ bên phía của Victory Fire để hạ gục vị trí của Jackie Love. Một tình huống gánh tương đối bất ngờ với hành trình kỳ diệu cùng với pha di chuyển có lẽ là không quá khó đoán đến từ Mow khi anh ta để lính trước so với Nai và di chuyển xuống dưới. Nhưng sự chủ quan đến từ bên phía của Top Esports ở cấp
độ 6 thì Jack Club có tình huống xử lý không phải là mắc ping và khiến cho anh ta nằm xuống rất nhanh. Pha ganh đến từ vị trí của Kasa với chiêu cuối được dùng đến từ Nai, anh ta né ra khỏi chiêu cuối đến từ Pipigot. Mạng thứ hai dành cho Nai trong ván thi đấu này, mà một ván thi đấu nhìn thì có vẻ có một vài điểm sáng nhưng dự là lại tiếp tục khó khăn dành bên phía của Big Five. Tôi nghĩ sẽ vô cùng khó khi từ nãy giờ cứ mỗi một lần mà Mo làm được điều gì đó thì Nai luôn luôn đáp trả là thành công. Mo có một tình huống di chuyển ở khu vừa trên cộng là quay dứt điểm thành công được 369, nhưng ngay tức Nai cũng có mặt cướp chiêu cuối đến từ quay và anh ta có điểm hơn gục. Mo đi xuống khu vườn dưới với thêm hai sự hỗ trợ dứt điểm thành công Jackie Love, nhưng một mình đó Nai đi xuống khu vườn dưới, nhưng trước đó có sự hỗ trợ từ Kasa cướp chiêu cuối của đối phương đi xuống khu vườn dưới có theo điểm hạ gục nữa. Thì về khả năng carry thì nhìn chung thì ở giai đoạn giữa ván đấu chắc chắn là con Salad với hai điểm hạ gục này sẽ rất là khỏe và nhìn trang bị. Anh ta đã hoàn thành trang bị lớn đầu tiên của mình chỉ sau đó 9 phút 11 giây mà thôi. Và như vậy trang bị lớn giúp cho anh ta có lượng sức mạnh tương đối là lớn. Tranh chấp sứ giả. Ôi bị chặn lại. Hành trình kỳ diệu không bấm được và quay phải tốc biến để có thể bỏ chạy hòa dương hiệu triệu đuổi theo chúng cả hai người. Con sứ giả phải bỏ. Vifa không thể nào can thiệp sứ giả được, không có bùa xanh và Mo đang có quá ít năng lượng. Thậm chí đánh nhau tay đôi cùng với Jackie Love anh ta cũng không có ý định là khô máu nữa. Và đó là khoảng trống dành cho Sabi để farm khu đường dưới. Nhìn ta yếu quá. Nhưng đúng vậy, anh ta nên cân nhắc việc rút lui trong tình trạng là solo 1v1 sẽ không có cửa đánh lại con Salad đã có đồ lớn này của Nai. Ở những phiên bản gần đây thì những người chơi Salad thường hướng đến cho mình đó là cái súng ngắn Hextech, cái súng mà bắn ra cái giải băng thì đúng hơn, cái GLP-800. Nhưng hiện tại thì Nai đã có đủ lượng tiền, cái GLP-800 thì nó thay cho cái Luden và nó khá là đắt tiền. Thế nên anh ta lên sớm cho mình. Ồ, vẫn có đánh nhau, quay không còn tốc biến nữa. Jack Club có mặt tại đây, mạng dành cho xạ thủ của Tô Esports đang liên thuyền về trang bị đến từ Nai. Thì ngay lập tức Weiwei phải lên bảng trong một tình huống mà anh ta vẫn là cái cọc băng đến từ con Trundle này, nó quá khó chịu với những tình huống di chuyển vào cái hành trình kỳ diệu. Và thêm cả đó là những tình huống hiệu khống chế mang lại từ Nautilus Asia, giúp cho cái nội tại điện tích của con Kai'Sa của Jack Club rất là dễ để thể kích hoạt. Và anh ta có điểm hồi gục của Weiwei, anh ta có luôn cả đó là phòng bùa đỏ. Thì bây giờ cái ngưỡng tăng tiến của ta rất là khỏe. Trước đó thì tình huống khi mà Sam đi ở khu vực đường dưới một mình thì anh ta chưa kiếm BF, anh ta đang rất là nghèo nha. Với việc bạn phải mua cho mình đó dây cuồng nổ, thêm cả đó một cái dao găm, và chỉ có mỗi đó là cuốc chim mà thôi. Thiệt lượng sát thương của ta vào trụ tương đối là hạn chế. Con Afe này lạ nha. Afe này bao giờ mới có vô cực ta? Tương đối là lâu, tôi nghĩ là phải chừng phút 15. 15 là hơi sớm á. 15 mà. Bây giờ anh ta có dây cuồng nổ và anh ta còn lỡ cỡ cái dao găm nữa. Bây giờ anh ta phải tích tiền để lên cái BF, xong rồi từ BF lên vô cực nó cũng là quãng thời gian tương đối dài. Và chắc chắn là rồng 2 là không có vô cực rồi. Khả năng khá cao là rồng 2 thì phải bỏ từ bên phía của Sam đi luôn. Chứ điều đáng tiếc là nếu như có BF được á thì anh ta cái pha vừa rồi ta có thể đứng ở phía dưới, anh ta kéo được chừng 2 nấc trụ thì nó khác. Nhưng chỉ có mỗi cuốc chim mà thôi thì sát thương cũng không phải là quá nhiều. Còn bây giờ khu vườn trên thì ui sát thương tương đối là nhiều đến từ 369, nhưng anh ta bắt buộc phải mất tốc biến. Chiêu cuối đến từ Mo nhắm vào Jackie Love và nó khiến cho Bias 369 mất tốc biến khu đường trên. Hơi quán quá, thấy cái định mệnh gọi lên đầu là khó thấy chịu cũng chứ, hơi khó chịu chứ. Hơi hoang mang. Nhưng mà cú chiêu cuối đến từ Mo là nhắm vào Jackie Love khu đường dưới. Những nỗ lực đến từ Jackie Love với cú chiêu cuối chỉ khiến cho bên phía của Vifi mất thêm một chút thời gian cho việc hạng của anh ta mà thôi, khu vực đường trên. Chiêu cuối còn đến từ Biu. Và chẳng có lý do gì anh ta phải ngại tình huống hòa dương hiệu triệu này đến từ 369 cả. Sứ giả được gọi khu đường giữa để ăn trụ. Trụ một trên tòa bản đồ có thể thuộc về bên phía của Top Esports với lượng tiền rất lớn dành cho Nai. Đường trên solo kill diễn ra dành cho Biu solo kill đối phương sau đó rút ra với cú tốc biến. Đường giữa có trụ dành cho Nai, lượng tài nguyên lớn dồn cho đường giữa của Top Esports, nhưng đường dưới họ mất xạ thủ, mất con rồng nguyên tố thứ hai là con rồng lửa mà đáng nhẽ ra là bên phía của Top Esports có thể ăn nó. Và đường dưới thì cũng kéo được thêm một lượng tiền nho nhỏ đến từ Mo khi anh ta tấn công được thiết tiến khu vực đường dưới, được lượng tiền gia tăng dành cho nấc trụ của anh ta. Còn khu vực đường giữa thì như đã nói, Nai vẫn đang là một carry thực thụ. Sau khi phát khu vực đường giữa xong, có một cái khoảng trống nhỏ chuyển lên khu vực đường trên. Và chuyển khu vực trên rất là hợp lý nha, khi mà đường trên đối phương đang là một carry thì chuyển khu vực đường trên ta hoàn toàn có cơ sở, có một tình huống tấn công. Đây là pha bắt chính, tôi nghĩ là sai lầm của anh ta tương đối là lớn đó. Tại vì nếu như mà anh ta giữ cho mình hỏa dương hiệu triệu, anh ta đứng ở trong trụ thì anh ta sẽ không bị hạ gục mà thôi. Nhưng anh ta lại chọn cách là dùng hỏa dương hiệu triệu, và khi đối phương biết rằng không còn hỏa dương hiệu triệu, có một lượng máu nhỏ hồi phục với TP khi mà anh ta dùng chi thức, thì anh ta đủ cơ sở để băng trụ tình huống vừa rồi và tạo cái khoảng cách là một điểm hạ gục, và thêm cả đó là 25 lính chênh lệch giữa hai người chơi khu vườn trên. Nhìn chung xét về mặt đổi trác giữa hai bên thì cũng khá là ngang nhau.
Bill tốc biến của người ta không còn nếu như bị dính dụ sát thương. Ui, thì hơi hay ổn. Thế thôi no hope rồi, pha này ba chân bốn cẳng cũng chạy không nổi. Thậm chí đó là tình huống mà Nai không cần phải băng trụ, anh ta không vào tới trụ thì Bill đã trắng cây máu và lên bảng rồi, lượng sát thương là quá nhiều và cũng không cần đến hỏa dương nghiệu triệu hay là chiêu cuối đến từ Nai nữa cơ. Một tình huống nằm xuống tương đối nhanh đến từ Bill trong tình huống đứng dình đến từ Nai, và đó là mạng hạ gục dành cho 369. Nai thì căn bản là anh ta đã có được hai điểm hạ gục cùng với hình như là full tiền của trụ một đường giữa nữa, nó có thể xe ra một chút với con sứ giả, một lượng tiền nho nhỏ dành cho Kasha, khoảng chừng một lớp giáp trụ cho anh ta. Đổi chắc cực kỳ nhiều trong khoảng thời gian diễn ra vừa qua, khoảng chừng 14 phút thì nó khá là cân nha, mỗi bên có một rồng rồi bốn mạng hạ gục cho hai bên, rồi tiền nó cũng tranh nhau khoảng chừng 200-300 không đáng kể. Nhưng nhìn chung thì mỗi bên sẽ có những carry. Với carry như Sandy thì anh ta đã có được hai mảnh phù kiếm, anh ta vừa rồi đang farm được khoảng nhỏ nhỏ ở khu vực đường giữa để xem phút thứ 15 liệu có phù kiếm kịp hay không. Nhưng còn bên phía của Top Esports thì đó là cái ngưỡng sức mạnh rất là lớn từ nay khi ở phút thứ 15 đồng hồ Cardonia anh ta vừa về và hoàn thiện phút một món thứ lớn. 15 mà thôi, và tôi dự là chắc chừng 3 phút nữa sẽ farm được 1.000 tiền về sẽ có sách chiêu hồn mười giai mà thôi. Đó là cái điều mà anh ta thông thường rất là làm với lại con Salad này. Bây giờ thì Mo để khu vườn giữa có mặt thêm cả đó là Wayway, thì không có lý do gì mà Wayway không có lý do gì mà Jackie Love ở lại khi con Volibear bên tay trái cả. Nai có 1.200 tiền đến từ lớp giáp trụ và anh ta có được lượng tiền rất lớn đến từ những cái mạng hạ gục mà anh ta có nữa, cùng với một chỉ số lính mà anh ta đang farm vượt thời gian bật mốt rồi. Đây là mod cánh tim cánh cái tất cả mọi đời ghê. 6 cái năm số của cái phong ấn hắc ám kia, một chút nữa khi mà lên 10 số á là anh ta sẽ lên sách chuẩn mày ra và có sẵn 10 số luôn. Anh ta đây là người giải quyết ván đấu và cái người thứ hai là 6.400, nghĩa là chênh lệch khoảng chừng 1.200-1.300. Thì Mo mặc dù cũng rất là cố gắng trong việc là lính cân bằng, cũng gần bằng với thời gian, mà với tuyết phép thì con số này không phải là quá tệ. Một điểm hạ gục, hai điểm hỗ trợ, có những cái nấn trụ khu vườn dưới, nhưng không thể nào so lại với Nai được cả. Jazia thành ra đứng ở đây, cộng với lại cả đó là Kasa cũng bắt được cắm xuống, em tức bị phá đi bởi Kasa. Nhưng Nai đứng rất gần khu vườn giữa và họ đang muốn tạo thế kiểm soát khu vườn giữa. Trước hết, lấy con sứ giả đến từ bên phía tới Xbox đã. Sứ giả V5 có khả năng can thiệp, họ có đầy đủ công cụ trừ cái tốc biến đến từ Bill. Nhưng bên phía Mickey ngược lại thì không có tốc biến đến từ 369. Nhưng cái tốc biến đến từ cả hai đường trên có lẽ nó cũng không quá tác động đến cái sức mạnh của đội bên phía Top Esports lúc này. Là một con Salad quá khỏe, một con On vẫn có khả năng chống chịu, một con Kale không có tốc biến với chiêu cuối sẵn sàng, nhưng đồ như thế này thì anh ta trả sát thương sẽ là chả là bao nhiêu cả. Vẫn chưa phải là ngưỡng sức mạnh đến từ Kale. Aphelios có vô cực kiếm nhưng con Salad này nó vào một phát là chết rồi. Tôi cảm giác như không ngăn cản được con Salad nó vào một cách trực diện bằng cú chiêu cuối luôn, thần dáng thế mà Nai có thể lấy được từ vị trí Wayway. Tầm này tôi nghĩ rằng chiêu cuối không cần với anh ta nữa, EW là một người để có thể khả năng khá cao đi nha. Đi thì có khả năng đi hoặc là kiểu dạng như cũng ngớp ngáp mà thôi, bỏ qua Wayway đi. Những người có chống chịu với lượng máu và kháng phép thì những người như kiểu là Mo hay Sandy hay thậm chí là Bibigot với cả Pew Pew, thì những người này mà có đối đầu với lại với Nai thì anh ta có khả năng lấy một lượng máu rất là nhanh mà thôi. Gánh hướng lên phía trên với bài vàng, tốc biến còn nhưng mà anh ta vừa mất xung kích bỏng cháy, bị làm choáng, bị trích kiếm súng và bị quạt liên tục. Anh ta rất thông minh, cực kỳ thông minh. Ơi, cái bài vàng lần hai hồi rất nhanh. Nhanh quá. Và nó là một tình huống mà dịch chuyển quá lâu đến từ 369 khiến cho anh ta nằm xuống với mạng dành cho Kale, cùng với đó là dịch chuyển cũng đã mất. Pha phản công ngược lại khu đứng giữa không được. Quyết định đưa ra đến từ phía của Top Esports là tấn công xuống khu đường dưới và ăn trụ với lượng tiền dành cho Nai, thậm chí thả sứ giả để ăn trụ hai luôn. Sai lát gì đây? Sai lát được nhường rất nhiều tiền từ trụ nha. Có thể lúc này những cái lớp giáp trụ ở khu đường dưới đã mất, không còn nhiều tiền nữa. Nhưng căn bản là ăn tiền, ăn trụ là có tiền. Đây, 750. Từ nãy giờ tất cả lượng tiền được nhường cho anh ta hết. Ăn trụ thứ nhất khu đường dưới, ăn trụ thứ hai khu đường dưới. Nói chung là trụ nào thì cũng có mặt của anh ta cả, đóng góp của anh ta thì không cần phải bàn rồi. Rồng thứ 3 của ván đấu, đây là con rồng thứ 2 dành cho Top Esports. Họ có một rồng gió với thời gian họ chưa cuối được 10%, họ có một rồng đất. Nó không phải là quá đáng kể khi chỉ có 6% cộng thêm giáp và kháng phép mà thôi. Nhưng rõ ràng hiện tại thì đang không còn quái vật đang được hình thành. Nó sẽ lát thần. Chứ không mình dài nó bây giờ có thể về cân nhắc sách trồi mề ra. Nhưng mà 5 số thì để xem người ta có đầu tư sớm như vậy không. Nếu như món trang bị thứ 3 mà anh ta xuất hiện một cái sách trồi mề ra thì nó sẽ là hơi sớm. Nhưng với cái đà xanh như vậy thì việc tích số đối với sách trời mới ra có lẽ là không phải là quá khó. Bắt lẻ, cú hóa vàng cái trụ, bài vàng quăng ra. Không thế. Có một khoảnh khắc nào mà Jackie Love có thể tung ra bất kỳ kỹ năng hay phép bổ trợ nào cả. Một tình huống bắt lẻ tương đối hiệu quả.
ở trong bối cảnh chúng ta không có gì để tranh chấp thì việc sử dụng những cú chơi cuối như vậy nó không quá ảnh hưởng. Đội hình mang tính chất kết hợp với nhau rất là tốt đến từ phía của Wi-Fi nha, và cái hiệu ứng làm choáng có thể chồng lại với nhau rất là tốt. Đầu tiên mà có thể làm choáng đến từ Aphelios chẳng hạn, sau đó chú được phép khả năng làm choáng thêm cả đó cùng Volibear làm choáng, mà làm choáng đơn mục tiêu trong tình huống mà đối phương đứng một người như thế thì vô cùng đơn giản dành cho phía của Wi-Fi. Và Wi-Fi họ cũng có những nguồn sức mạnh nhưng không phải là không, nhìn chung thì con Aphelios có Sandy không phải là quá khỏe. Nhưng con Keo vẫn đang có ngưỡng tăng tiến tương đối là ổn, chỉ mới cấp độ 12 mà thôi. Nhưng rõ ràng việc mà được cái khoảng trống như thế thì cấp độ 16 chắc là sẽ cần một khoảng thời gian tương đối là dài. Nhưng vấn đề quan trọng là hai trang bị đã có dành cho Pew Pew rồi. Thêm cả từ nãy giờ Mon đang làm rất là tốt, anh ta di chuyển ra các đường hỗ trợ. Nhưng ít nhất là ở phút thứ 19 của bán đấu, hai trang bị lớn là Song Kiếm Tây Ương kết hợp thêm cả đó là Trường Sinh với 6 số thì cũng đã có cái đồng hồ ngưng động để giúp cho anh ta an toàn. Bây giờ thì Nai sẽ lên cho mình đó là Song Kiếm Tai Ương với một cái thủy kiếm chứ không phải là sách trời mề ra. Đánh nhau ở khu vực bùa đỏ thì Kasa có thể sẽ gặp nguy hiểm, cú móc tung ra hỏa dương hiệu triệu cũng là khá đẹp nhưng nó lại nhắm vào bên phía Sandy chứ không phải là Samo lại bị thất ngược về phía bên kia ta. Anh ta bị dính cái thủy lô tầm nhiệt và khi mà anh ta chui vào hành trình kỳ diệu thì nó có một cái tương tác tương đối thú vị. Lại là Jacky Love, lại là Jacky Love, nhưng cú hóa vàng này tung ra không có gì bồi thêm nữa cả. Này đứng kế bên. Tôi cứ tưởng như cú hất tung đến từ hỏa dương triệu nó lại nhắm vào người bị hất tung bởi cái thủy lô tầm nhiệt cơ, nhưng đó là tình huống Mo đã tốc biến chạy được. Thế nên quyết định hỏa dương triệu của 309 lại là nhắm vào Sandy. Họ thành công trong việc cướp cái con bùa đỏ thì phải. Và sau đó thì rút lui với khả năng để lẻ lúc này của Nai là vô đối. Nhưng mà lần đầu tiên tôi mới thấy rằng cái thủy tầm nhiệt khi mình hất tung nó bỗng nhiên cái người trên đường bị hất tung cái tầm nhiệt nó bị đẩy ngược về phía sau luôn. Và đó là một cái hiệu ứng có thể là thú vị khi kế bên nó là Trần Hy Diệu, có thể là một vài bất ngờ. Và nó ép cho Mo bỗng nhiên anh ta đang đứng bên phía bên kia bờ tường rất là an toàn, nhưng bỗng nhiên bị giật dội ngược lên phía bên kia tường thì anh ta phải tốc biến ngược lại. Mất tốc biến là điều tương đối nguy hiểm nha, tại vì đến thời điểm con rồng tiếp theo bán đấu ra anh ta sẽ không có tốc biến. Thì cũng cần phải cân nhắc cái vị trí đứng của anh ta, vì bây giờ sát thương đến từ Nai rất là khỏe rồi. Một pha một kéo đến từ bị God, Nai ở rất là gần bên phía bên kia tường như vậy là Mo. Jacky Love đang ở tương đối xa pha đó nên là chiều cuối anh ta sẽ không tiếp cận được. Hiện tại thì chênh lệch giữa hai xạ thủ là một khoảng chỉ số lính cũng khá khá. Nhưng khi mà Jacky Love có được cái thần kiếm Muramana thì cái lượng sát thương anh ta gây ra vẫn là khá nhiều. Chỉ có điều nó là sát thương đơn mục tiêu so với sát thương đa mục tiêu của một con Aphelios mà thôi. Nguồn sát thương chính đến từ bên phía của Wi-Fi có lẽ vẫn sẽ phụ thuộc vào vị trí của Sandy khá nhiều ở trong giao tranh tổng. Khi mà cái tầm hoạt động đến từ Kale nó cũng không phải là quá dài. Những gì mà anh ta có thể với đến được có lẽ chỉ là trong đồ hoặc là on mà thôi. Còn nếu như muốn với vào tiến sau, đặc biệt là Jacky Love hay là Nai thì có lẽ sẽ cần thêm cái sự hỗ trợ đến từ sát thương của Sandy. Hiện tại thì họ vẫn đang có một cái điểm yếu là không có giảm hồi máu. Điều đó vẫn sẽ khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong việc hạ gục Nai với một con Sylas có cấp độ 14, nâng mắc vào kỹ năng đó là đồ vương và có đồng hồ cát. Hồi chiêu cũng đang là tương đối lớn đến từ Nai nữa, tức là anh ta sẽ đúp liên tục. Và đó sẽ là một trong số những cái vị trí không những có sát thương mà có cả khả năng chống chịu cực kỳ ổn nữa. Tôi nghĩ là Sandy sẽ là người phải lên, tại vì Mo thì rất là khó lên quỹ thư Merlo. Khi mà anh ta đang cần trang bị tiếp theo sẽ là đại bác liên thanh giúp cái tầm làm choáng tốt hơn. Cắm mắt vào, phát hiện thành công được, muốn check tiếp cận ngoài trước đây. Đã. Chiêu cuối của Mo bật lên nhưng không bắt được ai cả, anh ta chiêu cuối xuống dưới. Và để ra khoảng trống rất lớn ở khu vực đứng giữa, pha base race đến từ cả hai bên, Mo cùng với BB khu vực đứng dưới. Trong khi đó thì năm thành viên bên phía của Toy Esports tràn ra khu vực đứng giữa. Họ có thể mở bất cứ lúc nào nha, dịch chuyển hiện tại của Mo đều không có. Dịch chuyển để có thể phản công khu vực đứng dưới đến từ bên phía của Top Esports. Hất tung thành công hai người đến xung kích bóng cháy. Chiêu cuối được dùng đến từ Nai là chiêu cuối của Kale. Anh ta băng vào, anh ta còn chiêu cuối của Kale, anh ta bị làm choáng bởi bài vàng. Pha vòng qua đến từ Juanjia, pha trả sát thương tốt nhưng có đồng hồ. Cú bóc thành công không còn chiêu cuối, chắc chắn là BB sẽ nằm. Pha hất tung thành công đến từ vị trí của Juanjia nhắm vào Mo bên phía bên này. Jacky Love mất tương đối nhiều máu, anh ta đã nằm. Kasa không có đủ khả năng chống chịu và anh ta cũng nằm theo. 2-1, đứng dưới vẫn đang đánh nhau. Nai không còn đồng hồ và không còn tốc biến nhưng anh ta chạy được. Mo thì không, bên phía bên kia mạng cũng dành cho Juanjia. 2-2 đến từ cả hai đội tuyển và tiếp tục đánh nhau thì Top Esports sẽ thiếu người. Nai đang di chuyển rất nhanh để hỗ trợ cho hai thành viên bên phía của Top Esports đang có mặt tại bụi cỏ này. Phan trích bụi tỉnh táo đến từ Sandy nhưng sát thương của họ tạm thời đang là không đủ và không đủ hiệu khống chế nữa cơ. Pha băng lên từ Wayway, Nai đã có mặt. Một tình huống anh ta không tấn công vào người của Sandy được, Sandy bắn free và Victorify có mạng hạ gục thứ 3 trong pha giao tranh này. Và đó đây là Mo câu được rất nhiều thời gian trong pha vừa rồi khi mà anh ta vẫn tỉnh táo là giữ nguyên cái đồng hồ động của mình nha. Đó là trang bị cho anh ta sống sót, cho nên anh ta biết rằng pha vừa rồi mình chắc bị hạ gục rồi, cho nên là anh ta sẽ không dùng tình huống vừa rồi.
và ít nhất là Valorant đánh rất là dài, nhưng nó câu kiểu cái người mạnh nhất của Twitter Xbox là Nai xuống khu vườn dưới đối mặt với là hai người mạnh không kiếm là Biu Biu cộng với là cái Quay. Còn đây là pha Jacky Love bị tấn công, anh ta ở lại đánh cùng với là Kasha. Thật ra đó là một cái điều kiện không thật sự hay lắm, hãy nhìn bật cho mình đó là cái anh ta tính cứu Kasha nhưng anh ta mới là người bị bắt. Và Kasha anh ta có thể đứng lại để gây áp lực nhưng Kasha không cứu được ta tình huống này. Baron. Sau khi mất rồng thì top esports của Baron, họ đang ăn con Baron còn được cái máu ăn rất nhanh với Kai'Sa. Quay ra không kịp, anh ta cũng không có gì để xuống cả, anh ta không có tốc biến, không có chiêu cuối sao xuống nổi. Baron free dành cho bên phía của top esports. Trước đó thì họ có thể giao tranh lỗ một mạng cùng với mất con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu, nhưng đó lại là một tình huống di chuyển macro cực kỳ hay đến từ bên phía của top esports để lấy một con Baron hoàn toàn miễn phí. Nhưng tôi đang nghĩ là con Baron này là không mang nhiều lợi thế dành cho bên phía top esports, nó chỉ mang lại cho họ lượng tiền mà thôi, tại vì nhìn chung với đánh chung bây giờ với nhau lại bắt không... lẻ lại là Jacky Love, lại là Jacky Love. Lần này thì đó là tình huống chiêu cuối đẹp đến từ vị trí của PP God. Hỏa Dương Yêu Chiêu lên khả năng băng vào đến từ bên phía của V5, pha đổi chiêu cuối đến từ Jacky Love, nhưng ta bắn vào chiêu cuối đến từ vị trí của Biu Biu và Mâu vẫn sống. Nai rút ngược trở ra, sát thương của họ trả lại là không đủ, họ lấy đi được một mạng đến từ PP God nhưng không hạ gục được Mo cùng với Wayway, và họ mất đi tổng cộng là hai người Kasha cùng với Jacky Love. Nai vẫn đang có mặt ở đây nhưng đồng hồ của anh ta liệu rằng có giúp cho anh ta phản công ngược lại trong tình huống 3 vs 3 này không? Đây 3 vs 4 thì là không nổi, đó là dịch chuyển để lấy trụ, chắc chắn sẽ là trụ thuộc về bên phía vì phải. Như nói sau khi Baron, tôi nghĩ rằng Baron này không có lợi cho họ, thật sự không có lợi một tí nào cả, khi mà họ vẫn liên tục bị bắt lẻ như tình huống vừa rồi. Và rõ ràng là bạn không thể nào có đủ phép bổ trợ hay bất kỳ thức nào để có thể chống được cái lượng khống chế đơn mục tiêu rất là nhiều và dễ đến từ phía V5 như thế. Pha dùng chiêu cuối bài vàng đã tiếp cận như thế này, công cũng làm choáng. E lớp không có ý nghĩa khi mà anh ta bị phát hiện từ địch mệnh trước phép. Và cái điều mạnh đó chính là PPU vẫn kịp thời tung ra cái chiêu cuối vào người của Mo giúp cho Mo sống sót thành công. Khi đó thì con Aphelios này kích hoạt được cái nhịp độ, nó bắn không khác gì cái súng liên thành cả, rất là khỏe từ dàn phía sau. Sách chiêu hồn mềm dài đã có dành cho của Nai nha. Ta không đi theo tình huống này vì ta không muốn mạo hiểm một pha di chuyển quá sâu vào rừng của đối phương. Jacky Love nằm xuống tới 5 lần và chỉ số lính của anh ta đang có phần đuối hơn so với Aphelios của Samdi. Xét về sát thương thì rõ ràng Samdi sẽ sử dụng sát thương trong doanh tổng, nó có phần nhỉnh hơn. Nhưng nếu như sát thương dồn mục tiêu thì Jacky Love cũng không hề thua kém quá nhiều. Cú đấm trúng không có khả năng băng vào. Nai đang tấn công, PP God của hóa vàng cũng chết mà thôi. Kasa đơn giản đến cả một cái ăn một mạng. Bắt đầu bật mốt rồi. Nãy bật mốt đi lên, bây giờ bật mốt bắt lẻ teamfight các thứ này. Nai đang cầm chiêu cuối sẵn sàng và anh ta không hề mất chiêu cuối để hạ gục PP God. PP God đi lạc, mất người, đối phương có Baron, có lẽ sẽ là một đường đi sâu cấp dành cho top esports. Nhưng đây là con Aphelios có nhịp độ và nó còn sẽ hỗ trợ đến từ con keo. Họ có súng hạ gục luôn. Họ không thể nào mà có một pha mạo hiểm được cả, tại vì nếu như họ bước lại gần mà thôi thì hãy nhìn, chuẩn bị đây, hãy nhìn cái Aphelios kìa. Có chiêu cuối được dùng đến từ Nai. Aphelios tung ánh trăng dẫn lối ra, lấy một lượng máu lớn. Kasa mất chiêu cuối, không có chiêu cuối đến từ On để mở. Cú chiêu cuối đến từ 369 hình như nó hơi thừa đẻ của PP God. Nó khiến cho không có công cụ đủ để có thể ép giao tranh ở dưới trụ 3, hơi mạo hiểm với một con Aphelios đang có được 3 món trang bị cùng với súng hoàng ngục. Và nhìn chung thì bây giờ cái khả năng gây sát thương của Samdi nó dễ hơn rất là nhiều. Sau là khi lớp chắc lớp phải chọn mục tiêu và tiếp cận lại gần, trong khi đó thì tầm bắn xa từ Samdi khi mà anh ta có luôn cả đó là cái đại bác liên thanh. Và với cái lượng sát thương trên diện rộng như thế thì rõ ràng là Samdi anh ta có tự tin, cộng với việc là cách ta cầm nhịp độ nữa. Bây giờ không phải chinh phục như lúc trước nữa, bạn không cần phải bắn nó kích hoạt cho mình chinh phục. Sát thương có thể không nhiều bằng chinh phục nhưng cơ bản là bắn nhanh hơn rất là nhiều như tình huống kích hoạt là công lực nhịp độ. Còn ta được xem là tình huống nhỏ góc dưới bên trái là tình huống mà hình Bigot kiểu vậy, người là chọc tức rồi kiếm bước Nai đi kiếm chuyện. Anh ta đi di chuyển kiểm soát tầm nhìn nhưng mà bị bắt. Anh ta tự tin rằng mình có đủ khả năng rút chạy với hành trình kỳ diệu cùng với thiên mệnh khả biến. Góc này mở giao tranh đẹp cho bên phía của Top Esports nè. Jacky Love vừa về để hoàn thành nhanh Nashor. Nhìn chung thì đội bên phía của Top Esports vẫn đang có được hai nguồn sát thương lớn, nhưng mà hai nguồn sát thương này đa phần là sát thương phép. Với lối đầu này đến từ vị trí của Jacky Love thì anh ta sẽ có nhiều sát thương phép và sát thương vật lý. Và nó bị cái quan trọng chính là sát thương đơn mục tiêu là phần lớn. Jacky Love cái sát thương đơn mục tiêu thêm cái là Nai dùng vào cũng đơn mục tiêu mà thôi. Như vậy là anh ta gặp một vài vấn đề trong cái việc là để tấn công vào. Hãy nhìn xem đi, kích hoạt thành công được cái nhịp độ bắn rất là nhanh. Họ tấn công vào 369 ngay lập tức mất tốc biến tới đường trên của top esports. Chiêu cuối giữ chân 369 lại, nhanh ta dùng thổi bể để né khỏi cái thiên mệnh khả biến vừa rồi đến từ PP God. Những màn trình diễn kỹ năng cá nhân rất ấn tượng. Pha di chuyển hành trình kỳ diệu bị ngắt lại một người, nhưng mà Mâu có đồng hồ không có đồng hồ. Anh ta mất tốc biến rồi, đó là cú dịch chuyển được dùng đến từ vị trí của 369 trở lại với Hỏa Dương Yêu Triệu. Góc rất đẹp, hất tung tổng cộng là 3 4
các thành viên đối phương. Mau kẹt lại bên phía bên này. Sát thương quá nhiều đến từ vị trí của Nai. Nai bấm đồng hồ. Chúc cuối trở lại đến Sami, nó không trúng vào Nai. Nai vẫn quẩy. Nai hút máu nhiều với đầu vương và anh ta hai cùng thành công quay quay. Hai mà hạ gục dành cho bên phía của Top Esports để tiến đến con rồng nguyên tố tiếp theo. Đây chính là con rồng nguyên tố thứ 3 dành cho Top Esports nếu như họ ăn được. Cho nên rằng V5 không dám mạo hiểm trong tình huống để ở lại tranh cướp làm gì cả. Họ mất đi hai người rồi. Nếu như mà họ mất đi thêm hai người nữa thì khả năng khá cao ván đấu thuộc về Top Esports. Nhưng đây vẫn là ván đấu vẫn còn rất căng thẳng. Trước cái pha vừa rồi thì Moho ta không có được dịch đồng hồ, cho nên ta không bấm để đứng nghiêng lại đứng đợi trước mặt đồng đội của mình được nữa. Ta bắt buộc phải tóc biến lên phía kia tường. Một khi đó làm nữa cọc băng được chặn ngay trước. Nhìn con Sylas này gớm qua đi các bạn, nhìn cái lượng sát thương mà Nai gây ra cho tình huống mà anh ta băng vào phía sau với cái lôi thần dáng thế của anh ta. Một tình huống chiêu cuối vào một sát thương Chris, nó cái chiêu cuối được dùng đến từ BB nó là tương đối trễ nha. Nhưng mà cảm giác như anh ta chợt nhận ra là cái lượng máu đến từ xạ thủ thì nó tụt nhanh nhiều quá. Thật ra Farad cũng không nghĩ rằng sẽ nhiều như vậy. Tôi tưởng còn Volibear bên phía bên kia, nhưng không, còn Volibear này chưa chiêu cuối cướp được đến từ bên phía của Nai. Bóng một phát từ đó là tam sách và người ta chuyển sang đó lên được con số 15. Cái scale AP của Volibear nhiều nha. Đây là vị tướng mà thậm chí nhiều người đã thử nghiệm cái lối đánh AP khu đường trên với Volibear. Và cái bộ kỹ năng của Volibear nó tăng tiến sức mạnh cùng với chỉ số sức mạnh pháp thuật nó tương đối lớn. Và pha vừa rồi thì Nai vừa thể hiện cái sát thương của anh ta. Và anh ta anh bị bắt không còn đồng hồ. Có một cái đồng hồ miễn phí đến từ PBGOT được dùng. Nai vẫn sống, hỏa dương yêu triệu góc rất khó chịu. Đó là hất tung thành công một cả BB lẫn PBGOT. Nhưng hết sát thương rồi, tạm thời Nai chưa dám vào. Đây là tình huống mà Jacky Luck cũng đang không có phép bổ trợ và đồng hồ của anh ta cũng không có. Anh ta bắt buộc phải lên khăn giải thuật để né bài vàng khi không có thanh tẩy. Chỉ là những tình huống gườm nhau trước con Baron thứ hai của ván thi đấu mà thôi. Ván đấu vô cùng căng thẳng, đúng là đội Nhật Bản đấy với nhì bà. Nhưng mà hết chiêu mở dành cho V5 rồi, hiện tại họ đang không có chiêu tiếp cận đối phương. Không thể nào mà bạn đời họ có WDB tiếp cận với chiêu cứu của mình đến trước mặt đội hình của đối phương được cả. Cho nên hiện tại hơi khó cho V5 và tới Xbox họ di chuyển ra khu vực hang Baron trước. Tầm nhìn đang được chiếm trước đến từ V5 thì có sẵn mắt kiểm soát ở đó, có thêm cả đó lên con cua nữa. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là V5 tập trung lại với nhau, họ cũng đẩy khu vực đường giữa. Nai sắp hết chiêu cuối rồi nha, chiêu cuối của anh ta có lẽ sẽ phải tung ra sớm thôi. Nên là quyết định bên phía của Top Esports có lẽ sẽ phải ép giao tranh, mất thế đường giữa rồi. Top Esports phải tràn ra Baron hoặc là chấp nhận việc mất thế khu đường giữa. Họ bỏ qua được lính khu đường giữa để tiến thẳng vào Baron. Với chiêu cuối sắp mất đến từ Nai, Nai vừa mua thuốc kích thích nhẹ và đó là cú chiêu cuối trách tầm nhìn trước đến từ Mow. Ai là người vào trước, ai là người vào sau? Cú móc trượt đến từ Jonzia. Anh ta bị mất quá nhiều máu trước sát thương trả lại đến từ đối phương. Anh chàng dẫn lối tung ra. Sát thương đến từ Baron đủ để dứt điểm Georgia. Nhưng bên phía bên này, Nai gây được quá nhiều sát thương. Hỏa dương triệu đã hồi. Nó tấn công và hạ gục vị trí của Mow ngay lập tức. Quá nhiều thành viên thấp máu. Victory Fan đang dìu dắt nhau về. Top Esports không còn gì để mở sau khi Georgia nằm xuống cả. Tốc biến có đến từ Nai nhưng anh ta không tiếp cận đủ tầm. Và đó là tình huống giao tranh 1-1 hỗ trợ đổi đường giữa. Khá đen cho Georgia là bị Baron nhục. Mà lượng máu không còn quá nhiều đến từ cả ba thành viên còn lại của bên phía V5. Quay thấp máu, BBU thấp máu, nhưng BBU người ta có dịch chuyển trở lại khu vực đường giữa. Quay thì người ta không có chiêu cuối, ta ra là khu vực đường giữa với là tình huống mà lượng máu chỉ một nửa mà thôi. Bây giờ là thằng muốn đánh nó thế này trở dài không phải Baron thấp máu, Baron chỉ còn 2.000 máu mà thôi. Tranh chấp trừng phạt thì người trừng phạt tốt hơn là Kasha. Pha lấy chiêu cuối đến từ Nai tung ra anh chàng dẫn lối nhưng sát thương không nhiều lắm. Anh ta E2 trượt. Biu đang quạt được, anh ta quạt rất tốt cho tình huống này và sát thương tuyến ngoài đến Sami cũng là quá lớn. Kasha tốc biến giữ lại thêm một lợi Baron duy nhất lúc này, không có thể là có số 2 một lợi Baron dành bên phía của Top Esports. Triple kill có dành cho Biu. Endgame có thể là tình huống được endgame chứ. 40 giây đến tình này có thể là endgame. Georgia đang muốn có những cái nỗ lực chặn lính ở đây nhưng anh ta quá yếu. Kasha đang đối mặt với đợt lính có Baron của đối phương và chắc chắn sẽ là động thái muốn endgame đến từ bên phía của V5. Pha băng lên đến từ Biu. Bài vàng quăng ra và Kasha quá yếu, anh ta cũng sẽ nằm. Endgame đây sẽ là tình huống đẩy thẳng vào đến endgame. 17 giây nữa là khoảng thời gian đủ để bên phía của V5 có thể endgame trước sự xuất hiện đến từ Jacky Luck. Một sai lầm giao tranh ở tại khu hang Baron đã phải trả một cái giá đắt. V5 chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Top Esports. Và với việc một pha giao tranh mặc dù thắng lợi tại gần hàng Baron nó thuộc về Top Esports, nhưng chung cuộc đến pha giao tranh quyết định khi mà Piu ra ngược trở lại Viu và Sam đi. Phải nói rằng con Aphelios nó vẫn dễ chơi hơn rất nhiều so với lại con Kai'Sa trong cái pha giao tranh. Khi mà bạn đứng tầm xa, bạn có được tầm bắn, bạn có được sự hỗ trợ và cái sát thương diện rộng nó dễ hơn. Và như vậy đó thì Nai người ta không còn chiêu nữa rồi. Khi đó Kasha cũng không dám lấn lên để bắn tay đôi trực tiếp với là con Aphelios. Mà sự khác biệt thì vẫn là một người đẻ sau thì cũng lợi hơn đẻ trước. Aphelios
thật sự mạnh tình huống vừa rồi. Và cái quan trọng chính là khi mà kích thành công, cái nhịp độ bắn rất là khỏe, nhưng không thể nào không kể đến công của con Keo đứng ở phía bên kia nữa. Sát thương diện rộng rất là nhiều từ Keo, liên tục hồi phục, liên tục gây sát thương. Và 8 trận thắng bị chấm dứt, không còn một đội nào trên tổng số đó là 4 giải đấu lớn bất bại. Chỉ còn lại Cerberus của VSET mà thôi. Ừ. Một chiến thắng tương đối ấn tượng đến từ V5. Họ đã đánh mất chính mình so với mùa xuân rồi. Và mùa hè này là một mùa hè mà họ đang thi đấu cực kỳ thăng hoa. Họ chấm dứt được chuỗi trận thắng của Top Esports cũng là một lời cảnh tỉnh. Top Esports hoàn toàn có thể bị thất bại ở tại giải đấu lần này với một đội tuyển bất kỳ, V5 chẳng hạn. Họ đang là một trong số những đội tuyển có được sự thay đổi nhân sự hiệu quả nhất tại mùa hè. Nhưng mà V5 thi đấu quá ghê, nghe Tensbox thi đấu không tệ nhưng mà không thế là Na thi đấu rất là tốt. Lần đầu tiên anh ta nằm xuống ở trong pha Baron, đó là lần duy nhất anh ta nằm xuống trong ván đấu này. Và V5 thi đấu phải nói rằng xuất sắc hơn rất nhiều so với Tensbox, đội đang thi đấu rất là tốt. Và cái ván đấu vừa rồi không phải là một ván đấu Tensbox thi đấu dở, vẫn đánh rất là tốt. Na không vừa giữa làm tốt, đó chính có một vài sai lầm không vừa trên, nhưng phải nói rằng rừng thì Kai'Sa làm tốt, đường dưới thì bị nhắm đến, nhưng mà không trắc cái lớp được. Bên phía bên kia là ba chiêu cuối và Twitter Fate định mệnh, đó là những cú chiêu cuối toàn là cái diện nó quá là rộng. Rồi chiêu cuối của Volibear vào để có nghĩa là hai chiêu cuối không cho sát thương của trụ, rồi chiêu cuối làm choáng đơn mục tiêu, thì nói chung là mọi thứ quá là khó dành cho bên phía của Jackie Love. Na không thể nào làm được gì trước sức mạnh đến từ bên phía của V5. Và như vậy là V5 là đội chấm dứt chuỗi trận thắng đến từ bên phía tới Esports, giúp cho họ có được trận thắng thứ 8. Và tôi nghĩ rằng 99% là bên phía của tới V5 đã có mặt ở vòng playoff này rồi. Đó là những diễn biến của cặp trận đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Và cặp trận thứ hai vẫn là một cặp trận tương đối đáng chú ý giữa Suning cùng với Bilibili, sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Quý yêu bạn hãy tạm thời nghỉ ngơi trong giây lát trước khi chúng tôi trở lại ở cặp trận thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay.